Thưa quý vị, nhiều năm qua, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy chiến lược phát triển nền kinh tế xanh với trọng tâm là phát thải ít carbon, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, sử dụng hiệu quả năng lượng, tạo ra việc làm và đảm bảo công bằng xã hội. Tại Đà Nẵng, nhiều nữ doanh nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã gặt hái thành công với mô hình khởi nghiệp xanh nhờ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của chính phủ. Bưởi ngon của chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, quận Liên Chiểu là một trong những dự án khởi nghiệp tiêu biểu, lọt vào top 10 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc của phụ nữ Đà Nẵng năm 2023. Sản phẩm được làm từ những quả bưởi non trồng thuần tự nhiên và không hóa chất, vừa đem lại cho người dùng những sản phẩm an lành, vừa giúp người nông dân tăng giá trị nông sản, từ đó giúp họ mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất theo mô hình kinh tế xanh, góp phần bảo vệ môi trường sống. Mong muốn là tôi sẽ lan tỏa được cái sản phẩm. Tôi cũng muốn là cái mong muốn của tôi là đưa cái sản phẩm nông sản Việt của mình ra thế giới bên ngoài. Thì tôi mới bắt đầu là nghiên cứu và cho ra từ đó là nó có cái bộ sản phẩm. Bên cạnh sự nỗ lực của các nữ doanh nhân khởi nghiệp, thì sự quan tâm hỗ trợ của các ngành các cấp về vốn, thiết bị, tuyên truyền quảng bá các kênh hội chợ thương mại, nông sản đã giúp cho nhiều sản phẩm của chị em phụ nữ ngày càng được nhiều người biết đến và nhận lại được những phản hồi tích cực. Ngoại trừ cái việc là ăn vặt hay là nó tốt cho sức khỏe thì cái việc mà tìm kiếm và tiếp cận cái sản phẩm này nó cũng dễ dàng với mình. Mình chỉ cần mua trên Shopee và nó sẽ gửi về tận nhà. Thì đối với mình như vậy thì nó rất là thuận tiện. Một trong những hoạt động mà hội cũng đã giúp cho các chị em đó là hoạt động kết nối. Và bên cạnh đấy thì hội cũng đã tham mưu thành phố ban hành cái đề án kết nối mạng lưới nữ doanh nhân, nữ tiểu thương, phụ nữ khởi nghiệp. Thông qua cái đề án này thì hội kết nối cả ba cái đối tượng phụ nữ, doanh nhân, phụ nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp cùng hỗ trợ nhau trong các hoạt động kinh doanh là kinh tế của các chị em. Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương có phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh ở khu vực. Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của chị em phụ nữ thời gian qua nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đã và đang tạo được vị thế, chiếm được sự tin yêu của người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.